đến nhất tâm, sự nhất tâm là đoạn sạch chấp trước, lý nhất tâm là đoạn vọng tưởng, đó là lý nhất tâm. Lý nhất tâm sanh về cõi thật báo trang nghiêm, sự nhất tâm sanh về cõi phương tiện hữu dư, đều không dễ dàng. Cho nên tình độ thù thắng không gì bằng là cõi phàm thánh độc cư. Hết thấy phàm phu đều nắm được cõi phàm thánh độc cư. Chỉ cần bạn chân thật hiểu được đạo lý này, hiểu được phương pháp, thì như Thiện Đạo Đại Sư nói, dạng người tu dạng người đi. Mà trong phương pháp thì quan trọng nhất là buông xuống. Không buông xuống thì không có cách gì. Khi nào bạn buông xuống thì khi đó bạn thành tựu. Cho nên có người hỏi, khi nào chúng ta mới nắm được phần giảng sanh tịnh độ là ở chính bạn, không phải hỏi người khác. Khi nào bạn buông xuống hết thảy thì bạn nắm chắc. Bạn vẫn không buông xuống thì không có cách gì. Điều này phải có tâm cảnh giác, không thể đợi đến đời sau. Nếu muốn đợi đến đời sau vẫn còn có đời sau nữa. Sợ rằng đời sau vừa mê hoặc thì bị rơi xuống, không biết phải bao nhiêu kiếp nạn để lại gặp được cơ hội này. Cơ hội này thật không dễ gặp được. Cho nên lời này chúng ta thường hay nói, tổ sư cũng đều nói qua. Có một số người bi tâm rất tha thiết, tôi muốn độ chúng sanh mà tôi lại không có năng lực, tôi gặp được A Di Đà Phật rồi sẽ lập tức quay lại. Cũng tốt, A Di Đà Phật nói còn hãy nhanh lên, con nhất tâm đến đây với ta, đến rồi thì hẳn tính. Chỉ sợ bạn không đến. Sau khi đến rồi thì chân thật được tại tự tại, sau đó bạn mới hiểu là độ chúng sanh không phải đơn giản như vậy. Duyên của chúng sanh phải chín mùi, duyên không chín mùi thì không được rồi. Cho nên nói Phật không độ người không có duyên. Không có duyên ở đây chính là duyên chưa chín mùi. Duyên chưa chín mùi thì Phật có đến cũng không có tác dụng gì. Pháp duyên sanh đều là vô tự tánh. Xin hỏi nên giải thích vô tự tánh như thế nào? Vô tự tánh tôi phải ý nghĩa là tánh không chăng, không sai. Vô tự tánh đúng thật là tánh không. Vô tự tánh, bạn phải chú ý đến một chữ quan trọng, trong đó chính là chữ tự. Không phải nó không có tánh, mà nói nó là vô tự tánh. Bạn phải hiểu đạo lý này. Tự là gì? Tự là phân biệt chấp trước. Không có phân biệt chấp trước thì đó chính là chân tánh. Hết thảy pháp là tánh hiện thức biến, làm sao nó có thể không có tánh? Cho nên chữ tánh này gọi là pháp tánh. Trên kinh giáo Đại Thừa gọi là pháp tánh. Hết thảy vật hiện tượng đều có pháp tánh. Không có pháp tánh thì không thể có hiện tướng. Nhưng không thể nói nó là tự tánh. Tự tánh là gì? Đâu phải chỉ tánh này có mà tánh khác không giống nó, vậy thì sai rồi. Tánh này là cùng một tánh của hết thảy vạn vật. Chúng tôi lại dùng một ví dụ để nói cho mọi người dễ hiểu một chút. Cổ đức thường dùng vàng và đồ bằng vàng. Vàng chính là tánh, đồ bằng vàng là vật. Ví dụ chúng ta dùng vàng rồng để làm một cái vòng tay, là một dây chuyền, làm ra rất nhiều đồ dùng khác nhau. Bạn muốn hỏi tánh của những đồ dùng này chính là thể của nó là gì? Toàn là vàng. Bạn có thể nói dây chuyền này là của tôi, vàng là tự tánh của dây chuyền này của tôi. Đó là tự tánh của dây chuyền thì không thể làm thứ khác. Đây là tự tánh của ta, làm sao biến thành của người khác được chứ? Cho nên đó là vô tự tánh, không phải là không có tánh. Mấu chốt là ở đây chính là chữ tự. Không có tự, không có tự là gì? Cùng một pháp tánh. Đạo lý là ở chỗ này. Cho nên nói tánh không, tánh có thể hiện tướng. Bởi vì tánh này không phải là tinh thần, cũng không phải là vật chất. Hai chữ tánh không này mấu chốt là ở chữ không. Không chẳng phải là vô. Người thông thường chúng ta nói không là cái gì cũng không có, không phải là cái ý nghĩa này.
không và có nó có thể hiện. Vì sao nói nó là không? Bởi vì nó không phải là vật chất, mắt chúng ta nhìn không thấy, tai cũng không nghe được, sáu căn hết thảy đều chẳng tiếp xúc được, cho nên nói nó là không. Là ý nghĩa như vậy, nếu nó biến thành tướng thì gọi là pháp tướng. Hết thảy vạn vật trong toàn thể vũ trụ được gọi chung là pháp tướng. Hết thảy con người chúng ta, các loại chúng sanh, đây đều là pháp tướng. Pháp tướng là do pháp tánh hiện ra, tướng là thiên biến vạn hóa, đó là tác dụng sanh ra từ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước gọi là thức. Vọng tưởng là a lại gia, chấp trước là mạt na, phân biệt là ý thức. Ở trong duy thức đã nói rất rõ ràng, phân tích rất rõ ràng.